thắp nhang làm lễ viếng xong, mời các bác ra bàn uống nước, chia buồn cùng tăng quyến, thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Hương làm lễ xong, chuyện đời của gia đình chân trọng cảm ơn, mời quý vị về đây đón tiếp của gia đình uống nước chia buồn cùng tang quyến. Gia đình xin được gia đình tăng chủ xin mời quý vị thân ái đã đưa tiếp gia đình ở quốc, gia đình xin dành cảm ơn. Xong bày quý vị trở lại tới đối tiếp gia đình Hữu Đức, gia đình xin đứng hành cảm ơn. Trên này cả gia đình bày quý vị trở lại tới đối tiếp gia đình Hữu Đức, gia đình xin đứng hành cảm ơn quý vị đã về. Vâng, sau khi quý vị về đáp ơn làm việc xong mời quý vị trở lại với đối tiếp gia đình Hữu Đức, gia đình xin chia đầy cảm ơn. Vâng, nhận được tin nghe từ thành phố Buôn Ma Thuột cùng tổ dân phố Thường, quý vị về đã vâng đồng ý biển xong bảy quý vị trở lại để đưa tiếp gia đình Hữu Đức, gia đình xin dành cảm ơn. Vâng, trở về trước nền sàng, quý vị đã vâng đồng ý biển xong bảy quý vị trở lại để đưa tiếp gia đình Hữu Đức, gia đình xin dành cảm ơn. Được phép trên đời của gia đình bày quý vị trở lại đây đối tiếp gia đình Hữu Đức, gia đình xin chân thành cảm ơn. Okay.
Sơn Hà, công ty Tân Hoàng Minh sẽ để vào tập vương đại biểu. Trở về dâng vòng hoa để viếng thắp nến thắp nhang xong, trên đây của gia đình tăng chủ xin mời quý vị trần này tới đứng tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin trần này cảm ơn. Trở về thắp tuần nhang viếng anh xong, mời quý vị trần này tới đứng tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin trần này cảm ơn. Vâng, mời quý đoàn trả đài đối với tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Chiếc đinh sàn thắp tuần nhang xong, mời quý vị trở lại để tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin thành cảm ơn. Người được phép trần đời của gia đình tăng chủ xin mời quý vị trần này đến tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin trần này cảm ơn. Về trước đinh sàn quý vị tập vương làm việc xong, mời quý vị trở lại để đón tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin thành cảm ơn. Vâng, được phép trên đời của gia đình tăng chủ sau khi quý đoàn trở về trước đinh sàng thập tuần nhang hình cổ xong, mời quý vị trở lại đến đối tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Vâng, thắp hương là về việc xong, mời quý vị trở lại đến đối tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin... Vâng, mời quý vị. Vâng, từ ở xóm xây trở về thắp hương làm việc xong, mời quý vị trở lại nơi đứng tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin thành cảm ơn. Thank you.
chập thể tất cả là về việc xong mày cái việc trận này tôi tiếp gia đình ở bước gia đình xin thành cảm ơn. Tôi ở sống xây trở về tháp hương một việc xong mày quý vị trở lại đến tiếp gia đình của nước gia đình xin thành cảm ơn. Bằng cái chuyện này của gia đình tăng chủ xin mời quý vị trở lại đến tiếp gia đình của nước gia đình xin chân thành cảm ơn. Vương nằm để biếng xong bảy cái vị trà đài tới tiếp gia đình chủ nước gia đình xin thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thanh Tùng, kính thưa ban tang lễ gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể bà con nhân dân xóm phố gần xa. Chúng tôi là đại gia đình của bà Nguyễn Thị Nhàn, là gia đình thông gia với cụ. Được tin cụ 250 về với tổ tiên, chúng tôi vô cùng thương tiếc. Đứng trước linh cữu của cụ, chúng tôi thắp nén tâm nhang, dâng bằng hoa tươi và xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này cùng toàn thể ta quyến. Xin một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới cụ, chúc cụ dưới suối vàng an giấc ngàn thu, tiêu sinh tịnh độ, phù hộ độ trì cho toàn thể gia quyến được bình an khang thái. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, thêm này nhận được tin cụ 250 về với tổ tiên. Này gia đình thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần, trở về trước linh sàn thắp nén tâm nhang vĩnh biệt cụ từ đây. Trở về thắp nhang làm lễ viếng xong mời các bác ra bàn xây nước. Thay mặt gia đình xin cảm ơn